Truyền thông phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Thành Võ thay mặt các thầy xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, thầy thuốc, y sĩ, nhân viên y tế. Kính chúc tất cả mọi người đang công tác và làm việc, cộng sự trong ngành y tế được dồi dào sức khỏe, mọi sự đều an lành, mọi sự như ý. Hàng năm, cứ đến ngày 27 tháng 2 là mỗi công dân Việt Nam lại có dịp thể hiện lòng kính trọng và sự biết ơn của mình đến các y sĩ, bác sĩ, những người một lòng tận tâm cống hiến, không quản hy sinh vì sức khỏe của những bệnh nhân của họ. Họ xứng đáng với sự quan tâm và chia sẻ của xã hội. Đây cũng là dịp để những người làm trong ngành y cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, việc khám chữa bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh và giữ gìn sức khỏe cho mọi người, luôn thể hiện tấm lòng bác ái, thương yêu chăm sóc người bệnh như anh chị em ruột thịt, coi họ đớn đau cũng như mình đau đớn, lương y như từ mẫu. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tưởng nhớ đến những thầy thuốc đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong số đó có những thầy thuốc chữa ung thư, những người đã mang lại ánh sáng và niềm vui cho hàng ngàn bệnh nhân và gia đình. Bệnh ung thư là một căn bệnh nan y, khó chữa, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Những thầy thuốc chữa bệnh ung thư đã không ngại khó, không ngại nguy, không ngại hy sinh mà nỗ lực sáng tạo hợp tác để tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, các thầy đang hỗ trợ điều trị ung thư, đang ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano của nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đạt hiệu quả cao. Nhờ sự nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm và chuyên môn cao của những thầy thuốc hỗ trợ chữa ung thư, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống khỏi bệnh hoặc kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những thầy thuốc hỗ trợ chữa trị ung thư cũng đã góp phần vào việc nâng cao uy tín, danh tiếng và vị thế của ngành y học Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 7 năm 1955, 27 tháng 7 năm 2024, chúng ta hãy cùng gửi lời tri ân, khen ngợi và chúc mừng những thầy thuốc hỗ trợ điều trị ung thư và những người đã và đang làm nên những kỳ tích y học, những người đã và mang lại hy vọng và hạnh phúc cho bệnh nhân và xã hội. Hôm nay, Thành Võ có mặt tại sân trước của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay, sân trước của phòng khám được bố trí ngăn nắp khu vực để xe mô tô của các thầy và cộng sự phòng khám, khu vực để xe mô tô của bệnh nhân cũng như người bệnh, khu vực để xe ô tô. Theo đó, phòng khám đã phân luồng đường đi vào phòng khám cho các bệnh nhân, người nuôi, bố trí hai xe lăn để tại khu vực bảo vệ để thuận tiện cho những bệnh nhân sức khỏe yếu dùng xe lăn vận chuyển khi cần thiết. Hai xe lăn do gia đình cô Trương Quý Phương tài trợ. Thành Võ xin cảm ơn gia đình cô Trương Quý Phương đã thể hiện tinh thần bác ái giúp đỡ cho bệnh nhân nơi đây. Việc phân luồng đường đi cho bệnh nhân và bố trí khu vực để xe mô tô, xe ô tô trước mắt tạo điều kiện thuận tiện, ổn định cho các phương tiện đến phòng khám, giúp cho chủ phương tiện an tâm hơn, đồng thời tạo cho phòng khám được trang nghiêm, thông thoáng, sạch đẹp, khang trang. Hôm nay phòng khám nhận được sự hỗ trợ của một gia đình nhà hảo tâm tặng 264 chai nước tương, đồng thời các thầy đã chuyển tặng cho mỗi bệnh nhân nơi đây một chai nước tương khi đến khám bệnh, nhận thảo mộc, gạo, nước và một chai nước tương. Sáng nay, nhà thầu tiếp tục thi công lợp mái tôn đường đi vào khu vực nhà vệ sinh và các tôn dừng phía sau để thông gió, tạo không khí thoáng mát cho các thầy, bệnh nhân, người nuôi.
tại phòng khám. Công trình này do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ. Những công trình tiếp nối những công trình làm cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dọc Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ngày càng trở nên khang trang hơn. Đây cũng là bó hoa tươi thắm để tri ân gửi lên các thầy cùng các cộng sự tại phòng khám nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Những bó hoa tươi thắm đó là do công lao to lớn của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước gieo hạt nảy mầm, chăm sóc, bón phân, tưới nước cho đến ngày ra hoa mới được tươi thắm như ngày hôm nay. Một lần nữa, Thành Võ thay mặt các thầy rất trân trọng biết ơn tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đang và sẽ đồng hành cùng phòng khám, cùng các thầy, cùng bệnh nhân, người nuôi nơi đây, những con người đã tạo ra những bó hoa tươi thắm làm đẹp cho cuộc đời này, và những con người không may mắn mang bệnh hiểm nghèo đang bị đẩy ra giữa dòng nước và với được một cái phao cứu sinh để họ có cơ hội vào bờ an toàn và sống lại một lần nữa. Vậy thì cô có thể biết cho họ tên với từ đâu đến? Cô là họ tên là Nguyễn Thị Ly, mà cô ở miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh. Thì cô có thể kể cho con nghe là đầu tiên mình bệnh gì, rồi mình bị bệnh ở đâu, rồi bác sĩ họ khám? Cô là bị bệnh ung thư cổ tử cung, mà khám ở ngoài Viện Cá Hà Nội ạ. Mà lần đầu chữa 3 tháng ngoài là được lên thôi nè. Sau này tái phát trở lại là bác sĩ đã là lấy nồi gớm. Nói cô như là bị cái bệnh như bị tái phát trở lại mà mổ là sẽ tử vong trên bệnh mổ. Rồi các con là hắn nói thôi á, rồi thôi về được ngày mổ được thẳng mổ được chứ mổ. Thế là cháu lại đưa vô đây. Đưa vô đây là đi khám đây cùng một nơi là cùng nghe bác sĩ cũng bảo là đi bệnh viện u biểu chứ đừng có đi mổ mà tốn tiền. Hay là cháu lại hỏi thăm nên là đi xuống đây. Rồi cô xuống đây rồi theo đấy nốt. À, rồi cô cho biết là tỷ ở đây được bao nhiêu tháng, là đến thời điểm này qua cái xin thầy đi khám lại á, thì kết quả làm sao, cô có thể chia sẻ cho bệnh nhân đây biết không? Cô thì chỗ thầy là thầy chỉ định là này 2 tháng là mới đi khám lại. Rồi chứ cô mới được hơn tháng, cùng kín 2 tháng rồi nhưng mà đi thì trốn đi khám lại cho biết cái bệnh vậy đó. Rồi kết quả làm sao? Kết quả thì chưa biết năng á ra đắng đó, bởi vì chưa đi khám lại được là chưa biết được kết quả. Chứ mà trong người cô là vẫn khỏe. Trong người cô là vẫn khỏe đều nữa. Mà dư lưng là trốn cái để có cái bệnh này nữa nè. Rồi cái kết quả mà khỏe như ngày hôm nay nè, cô làm sao mà được khỏe vậy, cô thể chia sẻ cho bệnh nhân đây biết coi. Cô thì thầy hướng dẫn cho cô nè. Cô cũng ăn là đúng như kiểu thầy hướng dẫn á, là cô vẫn khỏe rồi đó. Mà cô ăn như kiểu thầy hướng dẫn mà cô liên cân chứ cô cũng giảm cân mất ạ. Cô tăng cân. Theo con biết cái bệnh của cô á, là những người khác á, người ta nói chung là cái tỷ lệ mà lành bệnh á, là khó lắm á. Cô có thể chia sẻ con biết là lý do lành bệnh không vậy? Cái bệnh của cô là cái bệnh là nghe bác sĩ kể tư vấn nhất là cái bệnh của cô là gồm lắm thôi. Mà dư cô cùng bác sĩ nói muốn được mà xạ trị là cùng hỏa trị như mọi vô biến. Mà cô là cũng thôi cô sợ cô uống nữa nữa đây thôi. Chứ cháu là về là đưa cô vô đây là thầy... thầy giảng nghe thầy nội nè, thầy nghe thầy tư vấn nhé nè, là gầy chữ theo thầy mà trì thôi, theo thầy để trì mấy chi mà nhờ ơn chùa là để cho khỏi cái bệnh á. Thì theo cô thì ở đây gần 2 tháng thì cô thấy mấy thầy ở đây là cách chăm sóc đối với cô nhận xét ra sao? Thầy cô ở đây gần 2 tháng thôi mà các nhân thiết của các thầy các cô đây là thầy, cô cũng mừng lắm, cô cũng thích lắm. Nguyên nhân sao thích vậy?
thì các cô các thầy vẫn quan tâm nè, thầy vẫn hỏi hắn họ đồng viên nè, các là cố mừng đi nè. Có gây khó dễ gì không? Không, không có ai khó gì chứ hết. Ai cũng quan tâm là cố mừng. Rồi Thành Võ có ăn hiếp gì không? Không. Cũng ăn hiếp. Rồi cảm ơn cô nhiều. Chúc dạ. cô mau lành bệnh ha. Cô ở tục, gia đình. Cô còn đó. Cô cùng trống đó. Đó. Bà ngoại mà. Bà ngoại đấy đấy. Dạ, cháu dạ. chồng mình đóng đấy đấy. Rồi rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Sống là cho bà ngoại cho mấy cháu nó mừng. Dạ. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.